Vagasankho Nyayapatipanno Phagavato sa Vagasankho Sammi Chipatipanno Phagavato sa Vagasankho Yadidang Chanta Ripurisayuga Niantha Purisapungala Phagavato sa Tì trực hạnh lìa xa luân hồi thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thánh đức cao cả phước điền dày sâu. Vạn đa mi chê tỳ văn sam băng sam bát tha nê su ba tinh thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bồ tha du băng sa ca lăng sa đa vạn đa mi chê tỳ văn sam băng sam bát tha nê su ba tinh thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bồ tha du văn sa ca lăng sa đa vạn đa mi chê tỳ văn sam băng sam bát tha nê thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bồ tha du văn sa ca lăng sa đa. Con xin cung kính nhất tâm đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà, Bồ đề bảo tháp gần xa, đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường. Cha ra thầm mồm hi cha rằng anati tô gia thì thầm mồm hi gia thân anati tô ma ra na thầm mồm hi ma ra năng anati tô sam bê hi mê bi dê hi ma na bê hi na na pha vô vi na pha vô cam ma sa com hi cam ma đa gia đô cam ma vô ni cam ma banh thu cam ma pa ti sa ra nô dặn cam măng ca đức sa mi can gia năng quả ba ba căn quả ta sa đa gia đô và quý sa mi ê quan âm hê hi a phin hằng bánh cha quán khi tâm băng bù chê mi bùa thăng cụ su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụp phăng mi la gia tỳ giá tha y đăng mê ca vô ta tha gia tỳ quy na sa pha văn bồ chê mi thăm măng cụ su mê na nê na puôn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụp phăng mi la gia tỳ giá tha y đăng mê ca vô ta tha gia tỳ quy na sa pha văn bồ chê mi sanh khăn cụ su mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phăng mi la gia tỳ gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tỳ quy na sa pha văn. U cà sa ma dằn phành tê quy sùng rằng kha năng tha ra nề na sa ha pành cha si la ni gia cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích đu ti dầm ti ma dằn phành tê quy sùng rằng kha năn tha gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni gia cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ
giới Nam Bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tạ ti dầm ti ma dằng phạn tê quy sùng rằng kha năn tha gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la na ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và kính bạch ngài trí đức, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính thỉnh ngài thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng phật tử chúng con ạ. Nam mô Bụt Hà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Chư tiên kính lễ chư tôn trên đức tăng, chúng những nick name mà chúng tôi cũng được rõ. Xin chào cô tu nữ Khe Ma. Xin chào Sĩ Quyên Như, Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Công Nhật, Sĩ Mê Ta, Sĩ Trân Thư, Sĩ Diễm Nguyễn, Sĩ Nguyễn Hằng và đạo hữu nước mắt và cùng tiền. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa năng ga cha mi con lấy mình lòng thành kính xin quy phật. Đồng mong sa năng ga cha mi con lấy mình lòng thành kính xin quy pháp. Sằng các hằng sa năng ga cha mi con lấy mình lòng thành kính xin quy tăng. Đức Di Âm Bi Bụt Đăng Sa Năng Ra Cha Hàm Mi Con Nên Mới Lòng Thành Kính Xin Quy Phật Lần Thứ Nhì. Đức Di Âm Bi Đăng Măng Sa Năng Ra Cha Hàm Mi Con Nên Mới Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp Lần Thứ Nhì. Đức Di Âm Bi Sang Thân Năng Cha Hàm Mi Con Nên Mới Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng Lần Thứ Nhì. Tạ Tiyam Bi Bụt Đăng Sa Năng Ga Chi Ha Mi Con Nên Mới Lòng Thành Kính Xin Quy Phật Lần Thứ Ba. Tạ Tiyam Bi Đăng Măng Sa Năng Ga Chi Ha Mi Con Nên Mới Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp Lần Thứ Ba. Tạ Tiyam Bi Sang Khăn Sa Năng Ga Chi Ha Mi Con Nên Mới Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng Lần Thứ Ba. Uthang saranang gacchami, thammang saranang gacchami, sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyam pi Uthang saranang gacchami. Duttiyam pi thammang saranang gacchami. Duttiyam pi sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi Buddhang saranang gacchami. Tatiyam pi thammang saranang gacchami. Tatiyam pi sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thì sa nó cái hạn năng nịch thị tăng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. À ma phần tê dạ chúng con xin vâng. Ba na thi ba ta về ra mà đi sẽ khao bất đăng sa ma ni ya mi con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh a đinh na nam về sẽ khao bất đăng sa ma ni ya mi con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp kamme sumit cha cha ra về là mà đi sẽ có bất năng tham ăn giảm mi còn xin bao nhiêu điều học là hủy chánh xa sự tà hành mục sa hoa đa
Vậy là mà đi thì con bất năng xong mà giam bị còn xin bao nhiêu điều học là quỳ tránh xa sự nói dối sura mê ra yam cha pa ma đa pa na về là mà đi thì con bất năng xong mà giam bị còn xin bao nhiêu điều học là quỳ tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say Panatipata Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna Dana Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumitcha Chara Vệ Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Vệ Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Me Rayamat Champamadanthana Vệ Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Imani pancha sikha badane sadu kanka toang bama de nene jakalang samarak khitapang. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải nói mới giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phần tê và dạ, chúng con xin vâng. Si lê na su ga tin yon tê si lê na phô ka sam ba da si lê na ni pu tin yon tê ta su ma si lăng vị sô tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cây cho nên chư Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhơn. Sa thụ sa thụ sa thụ ua ta măng ghê na văn đê hăng ba đa băng sung qua rua ta măng bùa thê vô kha lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma măng ua ta măng ghê na văn đê hăng thăm măng cha đu vi thắng qua răng thăm mê vô ô kha ô đô sô tham mô khả ma tu tăng ma măng ua ta măng ghê na văn đê hăng thanh cha đu vi thô ta măng sang khê vô kha lý tô đô sô sang khô khả ma tu tăng ma măng. Dạ con xin kính thỉnh ngài trí đức lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Mô sắp mong ngà lăng rắc khăn tu sắp đề văn ta sắp bà bụt hai nô pha quê nè sà đà sô thi phô văn tu tê phô tu sắp mong ngà lăng rắc khăn tu sắp đề văn ta sâm bà thâm mai nô pha quê nè sà đà sô thi phô văn tu tê phô tu sắp mong ngà lăng rắc khăn tu sắp đề văn ta sắp bà sân khá hai nô pha quê nè sà đà sô thi Phật huần tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Sa thú sa thú sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài trí đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng của chúng con cho buổi học ngày hôm nay ạ. À.
Yang kinh chi khu sa la cam măng can tâm băng kỳ ri yang ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng dê san ta san nhì nô an thì dê cha san ta a san nhì nô ca tăng buôn nhà pha lăng mê hăng sâm bê pha ghi pha văn tu tê Lê tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng buôn nhà pha lăng ma ya ye cha ta na cha nam tỳ đề hoa gắn toa ni quê đa dung sam bê lô cam hi ye san ta ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhang phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti Karani yamantha kusale na yantang santang badang na visa mang cha tang ko wo chu cha su wa cho cha samudu anatima ni san tu sa ko cha su fa ro cha am ba kin cho cha san la u ka wo ti san tin tri yo cha ni ba ko cha am ba gam po ku le su ananu gin tho Na cha khu đăng sầm ma cha rê kinh chi dê na huynh nhu pa rê u pa qua đê dung su khi nô qua khê ni nô hòn tu sầm bê sàn ta pha văn tu su khi tan ta Dê kê chi ba na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ra sa ka nu ka tu la Đinh tha wa ye wa an đinh tha ye cha du re wa san ti a vi du re Phụ ta hóa xâm phá quê si hóa xâm bê sẵn ta phá quán tụ su khi tăng ta. Na bà rô bà răng ni cùng bê thà na tì mắn nhê thà căn thà chi năng kinh chi bia rô sanh na bà tì khà sanh nha. Năng nhà mạnh nhá xà đúng khà minh chê và ma ta và tha ni văn bú tăng. À, Ê văn bị sấm bà phu tê su ma na sang pha qua dê a pa ri ma năng mẹ tan cha sấm bà lô ca minh ma na sang pha qua dê ủa thằng cha thô Ôi cha ti danh cha sam ba thăng a quê răng a sa bánh tăng tinh thành cha răng ni sinh nô qua sa gia nô qua gia qua ta sa quy gà ta minh thô ê tăng sa tinh a thính thầy ya brahm ma mê tăng huy ha răng y tha ma hu đinh thinh cha nô ba gam ma si la hoa đa sa nê na sam pan nô ca mê su vi nê và ghê thăng na hi cha tu gấm pha xê văn bù na rê tì tì Iti piso pha ga wa da na pa ra mi sam pan no Đa na u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa si la u pa pa ra mi sam pan no iti Si la paraman tha parami sampanno iti piso phagawa nang kham ma parami sampanno iti piso phagawa nang kham ma upaparami sampanno iti piso phagawa nang kham ma paraman tha parami sampanno iti piso phagawa
Banya parami sampanno vitipiso phagawa banya upaparami sampanno vitipiso phagawa Banya paramantha parami sampanno vitipiso phagawa viriya parami sampanno vitipiso phagawa Viraya upaparami sampanno itipiso phagawa viriya paramantha parami sampanno itipiso phagawa Khanti parami sampanno itipiso phagawa khanti upaparami sampanno itipiso phagawa Khanti paramantha parami sampanno itipiso phagawa sancha parami sanno itipiso phagawa sancha upaparami sampanno itipiso phagawa sancha paramantha parami sampanno vitipiso phagawa athinthana parami sampanno vitipiso phagawa athinthana upaparami sampanno vitipiso phagawa athinthana paramantha parami sampanno vitipiso phagawa metta parami sampanno vitipiso phagawa metta upaparami sampanno vitipiso phagawa metta paramantha parami sampanno vitipiso Phagawa upankha parami sampanno itipiso Phagawa upankha upaparami sampanno itipiso Phagawa upankha paramantha parami sampanno itipiso Phagawa dasa parami sampanno vitipiso phagawa dasa upaparami sampanno vitipiso phagawa dasa paramantha parami sampanno bonchang go sati sankhato Thammanang vichayo tatha viriyang piti pasati bonchanga cha tatha bade sammatu bankha bonchanga sante te sampada sina munina khammadang khata pavita bahuli kata sangvantanti apinya yanimbana ya cha ya e te na san cha wan che na son ti te ho tu sam ba da e ka smin sa ma ye na tho mom gan la nan cha ka sa bang ghi la ne đúng khi te di soa bon chang ge san ta de sa di te cha tang na phi nan de toa ro ga mum chin su tang kha ne ê tê na san cha quan chê na son thi tê hô tục sam ba đa ê ca đa tham ma ra cha bi ghê lan nhê na phi bi li tô chuôn đắn thê rê na tan nhê qua pha na bê toa na sa đa răng sam mô đính toa cha a ba tha tham ha vua tha si tha na sô ê tê na san cha quan chê na son thi tê hô sam ba đa ba hi na tê cha a ba tha tinh năng nam bi ma hê si năng măng ga hạ ta kỳ lê sa qua bánh ta núm bánh ti thâm ma tăng ê tê na san cha quan chê na son thi tê hô tu sam ba đa nắc mô bút tha giá Nắc mô thầm mà giá, nắc mô sân khà giá. Và một lần nữa, Nguyên Như con xin kính đỉnh lễ Ngài Sĩ Đức. Và con xin kính chính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính dâng mít lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ con xin kính chào cô tu nữ Khê Ma.
Dạ, sa thú, kính cảm ơn Nguyên Như. Nam mô Bích Tha dạ. Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhược bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, nhược bình kính lễ cô tu nữ Khê Ma. Nhật Bình mến chào Nguyên Như, kính chào Nắng Chiều, mến chào Như Quang, kính chào Xích Duyên, kính chào Nguyễn Hằng, kính chào Diễm Nguyễn, mến chào Trăng Thư, kính chào Nước Mắt và Con Tim, mến chào chị Meta. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tự Siêu đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Chúng con Nhật Bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Nguyên Như đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Và kính chào Xích Kim về giao đạo tràng. Dạ, chắc có lẽ con cái đầu con đánh lễ Ngài Tri Đức mà sau lại con đánh lễ Ngài Tự Siêu, có người nhắc nhở con. Dạ, sao mà kỳ vậy con cũng không hiểu luôn á. Dạ, con xin sám hối với Ngài Tri Đức ạ. Dạ, Nam Mô, cái đầu thì nghĩ Ngài Tri Đức mà cái miệng lại nói Ngài Tự Siêu. Dạ, con xin sám hối với Ngài. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng Thịnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha dạ. Nam mô Tâm Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Sa Phagavato Arahato Thamma. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Thamma Sambuddhasa. Thamma Đề Sa Na Ya Chana Ga Tha Ramma cha lo ka thi ba te sa ham ba te ka tan cha le an thi wa rang a ya cha tha san te tha sat tap ba ra chap kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sa tham ma phê riêng vi na yan cha ka yan so tan cha bằng thăng a phi tham ma chậm mang a cơ ta dặn ta tơ ta tư đặng đăng bắp bở thà này dê bà rì sa và mạch trên. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối công mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh nhà thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha dạ. Có sĩ trước kêu coi mối lắm. Dạ, có tí trên lầu. Sĩ trên lầu. Dạ, tí trên lầu, tí trên lầu. Dạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ, con xin đọc Kinh Tương Ưng chương 1
tương ưng chư thiên phẩm hai vườn hoan hỷ bài sáu vô hụt biên hát. Dạ con xin sám hối với đạo tràng ạ. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ con xin được đọc chánh văn ạ. Dạ con xin sám hối với đạo tràng do bên ngoài con có tiếng ồn. Sáu la mã ngũ gục và biến nhát. Ngũ gục nhát ngắt dài không vui ăn quá độ ở đây đối chúng sanh thánh đạo không hiển lộ. Ngũ gục nhát ngắt dài không vui ăn quá độ với tinh tấn đoạn chúng thánh đạo được thanh tịnh. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ công thịnh thượng tọa pháp thanh từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ sư có nghe được âm thanh của con kính nhân bích đến sư ạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ đạo dạ con kính nhân bích đến sư ạ. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ nguyên xuống mic rồi bạch sư. Nếu mà sư không cầm mic được, sư có nghe được âm thanh con thì sư có thể rời room rồi sư trở lại được không bạch sư? Nam Mô Bích Thai giá. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Dạ sư trẻ trở lại ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Và trước khi vào cái thời chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức mời tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử lắng tâm thanh tịnh,
Đằng đấy tâm bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt-tha giá, Nam mô Tham-ma giá, Nam mô Sang-kha giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng, Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn ngang, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử luôn khỏe mạnh an vui, tu tập được nhiều lợi lạc trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc cái phần chánh kinh. Thì trong cái đoạn thứ sáu là ở đây thì cái vị chư thiên thì nói lên cái người lười nhác, ngủ gục, ngáp dài, không vui, ăn quá độ, thì Đức Phật mới dạy là nếu mà những cái người mà dễ vui như vậy đó thì sẽ không bao giờ đạt đến thánh đạo. Thì trong đời sống đó, thì nếu mà chúng ta không có sự nỗ lực tu tập thì chúng ta hay bị bận rộn với các công việc, những cái công việc hàng ngày ở xung quanh mình, lo cho mình, lo cho người khác. Thành ra nếu mà chúng ta không có sự hiểu biết thì chúng ta rơi vào tám cái pháp dễ vui, nó gây trở ngại cho sự tu tập. Là khi mà chúng ta có cái công việc bận rộn, khi mà sắp có công việc bận rộn thì chúng ta cũng nghĩ là mình chuẩn bị làm việc này, làm việc nọ, cho nên là bỏ dở, không có lo sự tu tập, hay là không có tinh tấn tu tập. Rồi khi mà vừa làm xong công việc đó thì nói mới vừa làm xong cái công việc này mệt quá, thôi nghỉ, không tu, để khi khác khỏe khỏe rồi tu. Rồi có những cái công việc khi mà mình chuẩn bị sắp sửa mình đi xa thì mình nghĩ thôi ngày mai mình mới đi công việc này công việc nọ, thôi nghỉ tu bữa. Hoặc là khi mà mình đi xa mình mới trở về thì sao, nghĩ ơi đi công chuyện mấy ngày nay đi về mệt chết, thôi để đi mai mốt hạ tù. Rồi khi mà đói bụng, khi mà đói thì nói thôi đói quá, bây giờ lo đi kiếm gì ăn cái đã, giờ đói quá không tu được. Rồi khi mà ăn no vô rồi nói rồi mới ăn no quá giờ nghỉ chút đi, cũng ăn no quá cũng không tu. Rồi khi mà thời tiết thay đổi, hoặc là khi mà chúng ta làm việc quá sức rồi cái thân nó uể oải, thì nói
Trời ơi, thời tiết nó thay đổi giờ muốn bệnh quá. Bữa nay muốn cảm quá. À, thôi, nghỉ tu bữa. À, mai khỏe khỏe là tu. À, rồi khi mà hết bệnh, hôm nay bị cảm sổ mũi mấy bữa, ho mấy bữa. Bữa nay hết rồi, thôi. À, để nghỉ cho khỏe một bữa đi. Rồi ngày mai rồi mình hạ tu. Đó. Thì khi mà cái người mà dễ vui đó thì có một chút gì á cũng vịn vào cái cớ đó để mà chúng ta chảnh mãn cái sự tu tập. À, thành ra đó trong đời sống chúng ta phải cố gắng vượt qua những cái tám cái thám này. Chính vì chúng ta dễ vui trong tám cái pháp này, nó là một cái chướng ngại cho cái sự tu tập. Thành ra đó lười nhác rồi ngáp dài rồi cảm thấy buồn bã chán nản không có muốn nỗ lực tu tập là vì sao? Tại vì chúng ta không thấy cái trách nhiệm cái nhiệm vụ của mình khi mà bệnh hoạn khổ sở thì mình than gian nhưng mà khi mà cơ thể khỏe mạnh rồi chúng ta cũng dễ vui chúng ta không có muốn sự nỗ lực tu tập tại vì chúng ta không có thấy cái trách nhiệm của mình không có thấy trách nhiệm với chính bản thân, cho nên là chúng ta dễ vui rồi chiều theo những cái phiền não chính điều này mà từ vô thủy kiếp đến giờ mà chúng ta còn trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi nếu mà bây giờ chúng ta thấy được cái trách nhiệm đối với chính bản thân khi mà chúng ta học tìm hiểu thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta dễ vui xu hướng theo những cái điều bất thiện thì chúng ta sẽ đem đến cái tổn hại khổ đau trong đời sống, mà không phải chỉ khổ đau trong một kiếp này mà chúng ta còn phải chịu khổ đau trong nhiều kiếp sống nữa đó. Khi chúng ta hiểu biết như vậy, khi mình thấy được cái bổn phận trách nhiệm của mình là phải cố gắng nỗ lực để thực hành các cái thiện pháp để ngăn trừ và đi đến diệt tận các cái bất thiện pháp thì chúng ta sẽ có sự nỗ lực cố gắng tu tập thành ra đó khi mà chúng ta mà có sự quán sát chúng ta thấy rằng đó, dễ vui hay là tinh tấn là do chính cái bản thân mình thôi cái tâm mình đó, nó kiếm chuyện đủ thứ đó. Một khi mà cái gì mà mình thích rồi đó thì bằng mọi giá nó kiếm cách để mà đạt được còn mà cảm thấy mà nó chán mà nó không thích rồi đó thì bằng mọi giá nó tạo ra cái cớ để mà kiếm cớ thối thoát để tránh né không thực hành cái bổn phận, cái nhiệm vụ của mình chính vì cái điều này đó chúng ta không thấy cái sự thúc đẩy của phiền não nó là một cái chướng ngại hết sức là quan trọng nó là một cái xiềng xích, nó là một cái sự trói buộc chúng ta vào trong cái cỗ máy sanh tử luân hồi khi chúng ta tìm hiểu Phật pháp, hiểu biết rồi thì chúng ta phải nhanh chóng
đoạn trừ tất cả những cái chướng ngại này. Chúng ta cứ mãi dễ vui rồi để cho những cái tham muốn rồi chúng ta phụ thuộc lệ thuộc vào cái phiền não thì chúng ta sẽ còn khổ đau chồng chất trong nhiều 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 kiếp sống. Cho nên là trong đời sống thì Đức Phật dạy chúng ta không nên dễ vui, xu hướng theo những cái điều bất thiện. Rồi khi mà chúng ta ăn uống thì cũng vừa đủ, không nên ăn quá no. Tại vì cái hôn trầm thị miên á, ngoài cái pháp nó sanh khởi ra đó, là khi mà chúng ta mà ăn quá độ, ăn quá no thì cái nó cũng sanh khởi, làm cho cái tâm nó yếu đuối muội lược, cái tâm nó co rút lại, nó không có linh hoạt, nó không muốn hoạt động. Bởi ta nói căng da bụng thì trùng da mắt. Rồi khi mà chúng ta mà ăn những cái vật thực, khi mà chúng ta gặp những cái vật thực mà hợp khẩu vị, chúng ta thiếu kiểm soát, chúng ta ăn quá no đi, ăn thỏa thích cái khẩu thì nó đem đến cái trở ngại, vật thực nó khó tiêu, rồi nó trì trệ trong cái thân ngũ quẩn này, nó làm cho chúng ta khó chịu mệt mỏi thế này thế khác, làm cho cái sự tu tập mà bị trở ngại. Thì quý vị cũng đọc trong kinh cái trường hợp mà vua Bát Xê Nã Đí Ba Tư Nạc đó, thì khi có một lần ông đến ông đảnh lễ Đức Phật, rồi ông nói là tại sao ông biết mà ông hay bị cái pháp mà hôn trầm thị miên. Vì khi mà ăn thì không có cái sự kiểm soát, ăn nhà vua mà ăn cao lương mỹ vị, rồi những cái người mà đầu bếp thì muốn phục vụ nhà vua thì làm những cái món ăn mà nhà vua thích, cho nên là khi mà vua Ba Tư Nặc ăn dùng bữa đó thì không có kiểm soát, cho nên là thân hình thì càng ngày nó càng béo phì ra, rồi đi đứng nó nặng nề, rồi luôn luôn là cái bị cái hôn trầm thị miên. Cho nên là Đức Phật dạy ngài vua Ba Tư Nặc là phải tiết chế lại, ăn vừa phải. Nhưng mà đó ông ta không thể nào mà tiết chế được, cho nên là Đức vua mới dặn cái hai cái người lính mà người lính hầu, khi nào mà nhà vua mà ăn mà quá nhiều đó thì hai người này phải phải lên tiếng, phải nhắc nhở. Thành ra chúng ta thấy rằng có đôi lúc khi mà cái phiền não nó sanh khởi lên rồi đó, trong những cái dục lạc của sắc thinh vị, thì nếu mà chúng ta không có sự kiểm soát, chúng ta không tự chánh niệm tỉnh giác kiểm soát mình, thì chúng ta bị sai khiến bởi phiền não. Mà chính vì cái phiền não nó che án, rồi chúng ta đam mê. Thành ra Đức Phật nói sao? Trong những cái thọ hưởng ngũ dục á, là cái trong cái ăn uống, nếu mà chúng ta không tự kiểm soát, chúng ta không có gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác,
thì ăn không biết bao nhiêu mà đủ. À, ăn không biết bao nhiêu mà sẽ thỏa mãn. Nha. À, nó bữa nay thì ăn cái này ngon, nhưng mà ngày mai á làm nó muốn ăn cái món khác là ngon hơn. À, ngon hơn. À, mặt thì muốn đẹp hơn. À, rồi thụ hưởng trên những cái sự xúc chạm phải êm ái hơn, thế này là khác. À, phải tiện nghi hơn. Đó, chính những cái điều đó, đó là nó cái mầm mống. Khi mà mong cầu, mong muốn mà không thỏa mãn thì nó sẽ đem đến cái khổ đau. Đó. Cho nên á, khi mà chúng ta đắm nhiễm trong cái trần cảnh á, thì sao? Thì với cái tâm vô minh và ái dục thì làm sao mà chúng ta có thể tu tập đem đến cái sự an vui giải thoát. À, cho nên đối trị đó thì chúng ta phải có sự nỗ lực tinh tấn tu tập để vượt qua những cái tham muốn, làm giảm thiểu tham ái trong cái đời sống. Rồi khi mà chúng ta giảm thiểu rồi mới đi đến đoạn trừ được. Mà khi mà chúng ta đoạn trừ được những cái phiền não, đoạn trừ được vô minh tham ái thì chúng ta sẽ đạt đến thánh đạo thánh quả. Cho nên á là khi mà chúng ta học tìm hiểu Phật pháp thì chúng ta phải thức tỉnh, tự mình phải phản tỉnh, xem xét kiểm soát cái nội tâm. Chúng ta không nên dễ vui. Ví dụ bây giờ mỗi ngày mình tập cái thói quen này là tự mỗi người phải tập lấy, chứ còn không ai làm cho mình được cái này. Cái thói quen xấu hay là thói quen tốt gì đó là cũng tự do mình, do mình tập thôi. Ví dụ quý vị thấy rằng đó, trong đời sống đó thì bác sĩ rồi trên người ta cũng hay khuyên mình phải mỗi ngày mình bỏ thời gian ra đi bộ nè, rồi hoặc là tập thể dục thể thao bằng các cái phương pháp như vậy á, khi có sự vận động thì cái thân thể nó mới có sức khỏe. Đó là về phần vật chất. Còn về phần tinh thần thì chúng ta cũng phải tập. Có đôi lúc chúng ta phải dùng những cái phương pháp, tại vì cái tâm của mình á, hằng ngày nó hoạt động, nó suy nghĩ quá nhiều đi, suy nghĩ trong cái công việc, suy nghĩ trong cái đời sống hằng ngày, suy nghĩ cho bản thân, suy nghĩ cho thân bằng quyến thuộc, suy nghĩ cho người này, suy nghĩ cho người khác, đủ thứ hết. Cho nên đó là nó quá bận rộn. Có đôi lúc á, khi mà chúng ta ngủ nghỉ thì cái thân của mình á, nó tạm dừng cái hoạt động, nhưng mà sao? Do cái quán tính trong cái đời sống hàng ngày á, cái mình suy nghĩ nhiều quá thì cái khi mà chúng ta nằm ngủ đó, cái tâm mình cũng vẫn hoạt động. Thành ra chính vì khi mà cái tâm nó hoạt động như vậy, nó mới tạo ra cái giấc mơ. Hằng ngày mình suy nghĩ, mình lo toan, lo âu bận rộn về cái công việc gì đó, thì có đôi lúc khi mà mình ngủ thì cái tâm nó hoạt động, cho nên nó thành cái giấc mơ là mình thấy về cái công việc đó, việc đó, việc đó. Đó. Cho nên đó là khi mà chúng ta có sự quay về kiểm soát lại nội tâm mình, mình tạm dừng tất cả
những cái suy nghĩ để cho cái tâm nó được lắng dịu, tạm thời nó được nghỉ ngơi, thì như vậy đó cái tâm nó sẽ an ổn, và chính nhờ đó đó mà cái tinh thần nó sẽ vững vàng, nó mạnh lên. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái đời sống đó, đa phần những cái người mà lớn tuổi, người ta hay bị ở ngoài đời ta nói là cái người này bị lãng trí, không nhớ. Cái người lớn tuổi rồi đó, họ không còn nhớ gì, việc này việc khác. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của họ nó suy nghĩ về cái công việc chạy ra bên ngoài quá đi. Đến lúc cái sắc pháp nó già yếu rồi, nó không còn mạnh mẽ như cái thời trung niên, thì cái sắc pháp nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm. Cho nên là lúc đó là cái tâm nó cũng yếu đuối mọi lượt, nó không còn nhớ được như ngày xưa. Cho nên á, những người nào mà có tu tập, có hành thiền thì sẽ tránh được cái tâm lẫn lộn. Nhờ hàng ngày mình có sự quân tập, mình luôn luôn mình ghi nhận, quay lại ghi nhận với cái nội tâm, kiểm soát cái nội tâm của mình. Trước khi nói, trước khi làm, mình xem xét cẩn thận, mình làm công việc nào thì mình chú tâm vào cái công việc đó. Mình khi nói, mình chú tâm vào cái việc mình nói. Mình làm bất cứ một công việc nào, mình chú tâm vào công việc đó. Khi mình đi, mình chú tâm vào cái việc mình đi. Bất cứ mỗi cái hành động nào, mình có sự ghi nhận rõ ràng ngay cái thời điểm đó, ngay giây phút đó, thì mình tập, mình lôi kéo cái tâm mình, đưa nó trở về sống trong hiện tại như vậy đó. Khi mà chúng ta có sự quân tập thường xuyên thì cái nội lực, cái sức mạnh ở trong nội tâm nó mới mạnh mẽ. Thì từ đó là cái người này mặc dù cao niên, lớn tuổi, nhưng mà không bị lẫn lộn. Còn những cái người mà trẻ tuổi nhưng mà không có sự tu tập thì nó hay lẫn lộn. Thì có nhiều người thậm chí là cái lúc mà đi vào trường thiền, có người bị gì ở trên bên trường thiền thì người ta xây những cái tăng xá, là những cái trú xứ nó giống nhau, mà cứ đi lộn hoài. Mình ở bên dãy A mà cứ đi lộn qua bên dãy B. Nhiều khi ở bên dãy B thì cứ đi lộn qua dãy A. Nó như vậy đó. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi mình đi mà mình không có sự ghi nhận, mình suy nghĩ lan man, rồi mình bị lẫn lộn. Rồi quý vị thấy rằng đó, đôi lúc chúng ta đang làm việc này và làm việc khác, thì có nhiều cái tai nạn xe cộ mà nó đang xảy ra. Bởi bây giờ người ta là cái luật là coi như mà khi mà mình lái xe không có được sử dụng điện thoại, mình lái xe là lo lái xe thôi, chứ vừa lái xe mà vừa sử dụng điện thoại rồi nói chuyện rồi kia nọ một hồi thì cái tâm mình nó chú vào cái việc mà nói chuyện ở trong điện thoại thì nó quên đi cái vấn đề mà mình lái xe. Cho nên khi mà mình lái xe không có chú ý, xe của người ta đậu mà mình chạy mình không có chú ý, mình tông vô cái xe của người ta, gây ra cái tai nạn, gây ra tai nạn cho chính bản thân mình mà làm
thiệt hại cho người khác nữa. Cho nên á, và khi mà chúng ta muốn có sự tu tập à, thì chúng ta phải từ từ mình thay đổi những cái thói hư tật xấu à, mà những cái thói hư tật xấu này thì phải tự mình à, tự mình chuyển đổi, tự mình sửa, chứ không ai làm giùm cho mình được à. À, bây giờ á, mình biết là trong khi ăn á, mình không thể kiểm soát được cái tham muốn mà trong khi ăn, hiểu đầu á, mình phải lúc đầu mà tập thì nó rất là khó à, phải chú ý cho thiệt mạnh à. Bây giờ à, mình lên nè à, quý vị, nếu mà quý vị có sự kiểm soát á, khi mà mình vừa lên bàn ăn á, là cái gì, con mắt mình là nó bắt đầu nó đảo qua, nó nhìn lên coi coi cái gì, món nào thích hợp à, khi mà nó thấy được cái món đó mà thích hợp rồi nha, là bắt đầu cái tâm tham nó khởi lên, nó chú vô đó à. Thì khi mà chúng ta biết à, chúng ta biết thì chúng ta phải có sự kiểm soát, kềm chế lại à, không được, cái đó là tham đó, cái đó là tham, không được à. Khi mà mình ăn mình có sự kiểm soát, thành ra ăn trong giới à, rồi ăn trong định, ăn trong tuệ à, là khi mà mình ăn những cái món ăn nào nó hợp à, công sức của mình bỏ ra mình làm à, mình không có giết chóc chúng sanh khác, không có đoạt mạng sống chúng sanh khác à, để mình ăn à, những cái vật thực phát sanh này là bằng chính công sức mồ hôi à, của mình à, thì đó là giới. Rồi ăn trong định à, làm biết à, mình đang ăn như thế này thế khác à, ăn có sự kiểm soát à, những cái món ăn này à, nó phù hợp với cơ thể à, ăn những cái món ăn này á, là nó không có bị dị ứng đối với cơ thể thế này thế khác, mình kiểm soát, mình biết à, mình ăn, mình nhai, mình nuốt à, mình biết à, thì ăn với cái tâm thiện à, có sự ghi nhận hiểu biết rõ ràng à, mình đưa cái vật thực vô miệng nó xúc chạm, mình nhai, mình biết à, rồi mình kiểm soát, mình ăn như vậy á, là có cái định tâm à, mình ăn cái gì biết cái đó à, chứ còn nhiều khi á mình suy nghĩ vẩn vơ, hay là vừa ăn vừa đọc sách, vừa ăn vừa nghe nhạc à, vừa ăn vừa xem phim, có rồi lúc mình ăn mà mình không có chú tâm vào cái việc ăn, cho nên á mình ăn cái với cái tâm mà tâm si à. Còn khi mà chúng ta có sự chú tâm rõ ràng từng giây từng phút, từng chuyển động nhai nuốt à, mặn biết mặn à, cái gì nó diễn ra như thế nào biết đầy đủ như thế đó, là ăn với trong định. Trong tuệ là mình kiểm soát à, mình ăn không có quá mức, ăn vừa phải, ăn vừa đủ à, thì như vậy đó. Trong cái sự ăn thôi, nếu mà chúng ta có kiểm soát à, thì chúng ta đang tu tập à, chúng ta đang tu tập. Thành ra nếu mà trong đời sống mỗi cái gì à, trong công việc, trong vấn đề ngủ nghỉ à, trong ăn uống, nếu mà chúng ta có sự kiểm soát là chúng ta đang tu tập à, chúng ta tu tập trong đời sống à, áp dụng ngay vào cái sinh hoạt hàng ngày của mình, chứ không phải tới chừng nào mà tôi ngồi trước bàn Phật rồi tôi tụng kinh, tôi chánh niệm trước mặt đặt
vào hơi thở vào hơi thở ra, lúc đó mới tu phải. À, cái sự tu tập của mình ấy, áp dụng vào mọi cái sinh hoạt hàng ngày. À, do đó chúng ta muốn thoát khỏi cái phiền não thì cái tâm của chúng ta luôn luôn á phải tu tập mỗi lúc, chứ không phải chừng nào tôi ngồi kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt thì tôi mới tu, còn bình thường thì thôi. À, chỉ như vậy đó, thì chúng ta không có thoát ra khỏi cái sự bủa vây, cái sự kiểm soát của phiền não. À, cho nên nếu mà cái vị hành giả mà muốn tu tập, muốn đạt đến cái giảm thiểu phiền não, để đi đến đoạn trừ, thì chúng ta phải có sự nỗ lực, kiểm soát, luôn luôn phản tỉnh, kiểm soát chặt chẽ cái suy nghĩ tắc ý ở trong nội tâm. Rồi trước khi làm mình phải xem xét cái hành động này nó có đem đến lợi mình lợi người hay không. Trước khi mình nói mình cũng xem xét coi cái lời nói này nó có hợp thời hay không, nói có đem đến lợi ích hay không. Thành ra đó, khi mà chúng ta có sự tu tập kiểm soát mà như vậy đó, thì sẽ tránh được những cái quan trái, những cái phiền não, những cái bất lợi, những cái ác bất thiện pháp. Thì như vậy cái đời sống chúng ta sẽ được an vui, và nhờ dung bồi cái trí tuệ, nhờ dung bồi trí tuệ thì cái trí tuệ chúng ta càng ngày nó càng mạnh mẽ, càng tăng trưởng. Mà khi trí tuệ nó đủ sức để diệt trừ vô minh và tham ái, thì chúng ta sẽ đạt được thánh đạo thánh quả. Thành ra đó, chính cái sự tu tập của mình, người ta nói là con không có nhân duyên, mà cái duyên này là từ đâu mà có. Cái duyên này không phải tự nhiên có được, cái duyên này không phải tự ở trên trời nó rớt xuống. Cái duyên là cái điều kiện chúng ta dễ vui, chúng ta sống trong cái sự sai sử của phiền não. Thành ra làm sao mà chúng ta có cái điều kiện để mà tu tập. Còn nếu mà chúng ta có sự nỗ lực tinh tấn thì chúng ta tạo điều kiện đẩy lùi được cái dễ vui phiền não. Lúc đó chúng ta mới thoát ra được cái sự khống chế trói buộc của cái triền thái phiền não. Cho nên là cái điều kiện, cái duyên này nè, là cái điều kiện là tự mình phải tạo, chứ không ai làm được cái chuyện này. Đó, rồi nhờ có cái sự tinh tấn, nó là cái điều kiện để dung bồi tu tập để đưa đến định. Rồi cái định á, nó phát triển mạnh mẽ, nó là cái điều kiện cần thiết đưa đến cái trí tuệ, hay là các cái tuệ giác nó phát sanh. Thành ra đó, mỗi pháp nó là cái duyên, là cái điều kiện để hỗ trợ cho cái kế tiếp nó sanh khởi.
Còn nếu mà chúng ta cứ mãi lười nhác, dễ vui thì chúng ta sẽ còn câu lăn trong cái khổ đau sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta phải biết là những cái pháp nào nó đem đến cái lợi ích an vui thì chúng ta nỗ lực thực hành, còn những cái pháp nào là nó đem đến những cái khổ đau tai hại thì chúng ta phải tránh xa. Cho nên là cái nhiệm vụ học hiểu giáo pháp là tự mình, rồi tự mình phải chuyển hóa, phải sửa đổi. Nếu cái công việc này là không ai có thể mà làm giúp cho mình hết. Quý vị thấy không? Đức Phật tế độ những người hữu duyên nên tế độ, là vì những cái người này đã có tạo trữ các cái điều kiện rồi thì Đức Phật mới có thể tế độ được. Còn những người này họ không có tạo trữ, không có tạo cái điều kiện, làm sao Đức Phật có thể tế độ được. Thành ra đó, nếu mà quý vị có mong muốn là ngày sau mình sẽ gặp được Phật trong ngày Vị Lai để đạt đến thánh đạo thánh quả, thì mình nên tạo điều kiện, nỗ lực tu tập ngay trong ngày hôm nay. Thành ra đó, quý vị thấy rằng những cái vị, tại sao có những vị chỉ cần nghe Đức Phật thuyết một câu mà chứng đắc đến thánh đạo thánh quả A-la-hán. Tại vì những vị này đó, trong quá khứ giới định người ta đã tu tập, người ta đã tạo điều kiện nó thật là đầy đủ rồi. Cho như là bây giờ chỉ cần khơi gợi là cái tuệ giác nó sanh khởi. Còn những người nghe thuyết pháp nhưng mà chỉ đạt đến tu đầu hoàng thôi, tại vì cái điều kiện đó nó chưa có đầy đủ. Thành ra đó, cái điều kiện này là tự mình phải nỗ lực phải tạo, chứ không ai có thể mà làm thế cho mình được. Cho nên chúng ta phải biết cái điều đó, rồi chúng ta theo những cái phương pháp, những cái lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta thực hành, thì chúng ta sẽ có được cái lợi ích ngay trong đời sống hiện tại, và hướng đến sự an vui, giải thoát trong ngày Vị Lai. Còn nếu mà chúng ta cứ mãi dễ vui, rồi sống ngáp dài, lười nhác, thì chúng ta sẽ còn trôi lăn trong tam giới, còn trôi lăn trong khổ đau sinh tử luân hồi. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều về cái lời dạy của Đức Phật trong cái đoạn thứ 7. Nếu mà chúng ta có cái chí hướng muốn giải thoát, thì chúng ta phải kiểm soát, luôn luôn kiểm soát thân nghiệp, khẩu nghiệp, mà nhất là ý nghiệp, rồi có sự nỗ lực tinh tấn trong đời sống, sống có sự ghi nhận, hiểu biết, với mỗi cái hành động mà nói năng diễn ra trong hàng ngày, và luôn luôn là chúng ta gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác của mình.
cho được à, miên mật thì như vậy đó, thì chúng ta sẽ tránh được những cái hậu quả lỗi lầm à, quan trái khổ đau à, thì đem đến một cái đời sống an vui à, cầu chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe à, có niềm tin vững chắc vào những cái phương pháp, những cái lời dạy của Phật để à, nỗ lực tu tập. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão hợp thể căn ngang và kính chúc quý tu nữ như quý Phật tử à, luôn khỏe mạnh an vui à, và nỗ lực thực hành tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng thảo luận, chia sẻ những cái điều hiểu biết trong cái bài học ngày hôm nay về cái lời dạy của Đức Phật trong cái đoạn thứ bảy thứ sáu chứ, xin lỗi. Còn bây giờ thì xin mời đạo tràng Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, đoạn thứ 6 La Mã, ngũ gục và biến nhát. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, và con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tạm tách nước nhà ở tỉnh Thất Pháp Hữu. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Kinh về vào đạo tràng. Dạ, quý vị nãy giờ ngồi nghe Thượng Tọa Pháp Thanh giảng. Dạ, kính chào Quỳnh. Dạ, thì dạ, quý vị có điều chi thắc mắc hay không? Dạ, có cần hỏi Thượng Tọa Pháp Thanh không? Thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay, hoặc là có thể chat chat lên trên màn hình để Nhật Quỳnh đọc và thỉnh sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên vừa giao đau trang. Cô tu nữ Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Cô tu nữ Tệ Duyên ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, lâu lắm rồi không thấy Xích Kim vào đạo tràng. Dạ, Xích Kim có câu hỏi hoặc có cầm mic không ạ? À? Có thể nói lý do gì mà lâu rồi không vào đạo tràng không? Dạ, có được khỏe hay không ạ? À? Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, có một mình Như Quang nghe được âm thanh Nhật Quỳnh ha. Dạ, không có thấy gì nào hết. Dạ, chưa Quỳnh, Nhật Quỳnh mà về Việt Nam là Nhật Quỳnh trốn luôn. Làm gì mà dám vô trong đạo tràng Quỳnh. Dạ, làm gì có thời gian, Nhật Quỳnh còn ở đây. Dạ, thứ sáu này Nhật Quỳnh mới bay. Dạ, thôi bây giờ mời Quỳnh Kinh nha. Dạ, mời Quỳnh Kinh lên đi. Dạ, Quỳnh Kinh có thể chia sẻ thêm cái bài học ngày hôm nay của Thượng Tọa Pháp Thanh giảng để cho đạo tràng có thể hiểu thêm. Như Quỳnh nghĩ là Quỳnh Kinh có hiểu pháp sâu xa hơn Nhật Quỳnh một chút, rồi cũng hiểu hơn chị Meta một chút. Thì có thể Quỳnh chia sẻ và thú thật, con thú thật với Thượng Tọa Pháp Thanh giống như đạo tràng. Dạ, nãy giờ con ngày giảng thì con nghe rồi, nhưng mà thật sự con không có chú tâm cho lắm đâu. Lý do là hôm nay con sắp về Việt Nam nên con bận nhiều việc quá, rồi lại nữa nhà lại có khách bất tử nữa, nên con không có được chú tâm trong bài giảng của sư ngày hôm nay. Dạ, con xin sám hối trước với sư và cũng như đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, và nước mắt và con tim nãy giờ chắc nghe được nhiều phải không? Dạ, nếu mà nghe được nhiều có gì thắc mắc thì cứ đưa bàn tay lên để dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Quỳnh Kinh ơi, Quỳnh Kinh có cầm mic được không?
cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, cho cái mắt kiến cũng được. Nhật Quỳnh xin nhường mic. Alo, alo. Rồi, kính mời Quỳnh Kinh nha. Dạ, Nam Mô Bát Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sàng Ca Dạ. Dạ, kính lễ chư Tân Đức Tăng, xin kính chào tất cả quý vị. Mới vô biết ớt giáp vậy đó. Thì thấy có câu gì đó, cứu được là cũng chưa biết cái là sao, nhưng mà sẵn hỏi, thỉnh hỏi sư Pháp Thanh. Có người mà mỗi lần vô học mà bị kêu lên hỏi bài đó thôi sư, mà cứ hay nói là mình ngu mình dốt, tại mình kiếp trước mình ngu mình dốt vậy như vậy, như vậy thì do cái nhân duyên nào mà lại có cái chuyện nó xảy ra chứ? Con thỉnh giải thích dùm chuyện này vô hễ đụng chuyện cái nói tại vì mình ngu, và con thỉnh sư thì có nguyên nhân nào phát sinh ra cái tư tưởng như vậy? Dạ, con thỉnh sư Thanh ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Hải Giá, Nam mô Sân Gia Giá. Và kính lễ chư công đức và kính chào cả quý vị trong đạo tràng. Và chào Quỳnh Kinh. Thì trời ơi, Quỳnh Kinh là thầy dạy diệu pháp mà lại hỏi. Sự thật ra đó, khi mà cái tâm của mình mà nãy nó có cái sự tự ti, tự ti là hay là ngã mạn, so sánh, thôi tôi dở mà, tôi dốt mà, tôi học hoài tôi cũng thuộc thế này thế khác, phước trí tôi nó kém thế này khác, thì do cái tâm ngã mạn rồi nó sinh ra cái tự ti, tự ti để bảo vệ cái mà nó cái sự thiếu, sự cố gắng của mình. Bây giờ khi mình biết mình kém thì mình phải ráng mình nỗ lực nhiều hơn. Bây giờ mình biết cái trí tuệ mình nó chậm lục, thì người ta học là 5 lần người ta thuộc, bây giờ mình ráng mình học 10 lần, 10 lần chưa thuộc mình ráng mình học 20 lần, rồi lần hồi mình cũng sẽ thuộc. Nhưng mà sao, thôi mà cũng dở, thôi tôi thiểu trí, tôi thuộc về độn căn, tôi chấp nhận vậy. Khi mà mình có cái tâm ngã mạn để mà mình bảo thủ cái dở của mình, tôi dở kệ tôi, đừng ai nói với tôi, tôi chấp nhận rồi, tôi dở mà, thành ra đó, chính cái đó nó là một cái pháp để mà cản trở cái sự tiến bộ của mình. Còn cái người mà mình biết bây giờ mình kém thì mình phải ráng mình nỗ lực, rồi mình ráng mình dung bồi cái trí tuệ mình cho mạnh mẽ lên. Thành ra đó, hai cái thái độ nó sẽ khác nhau. Cái kia đó là ngã mạn rồi sanh ra tự ti mặc cảm, mà mình thấy cái này nó là cái nguy hiểm, chính vì cái mình ngã mạn, mình so sánh rồi mình chấp thủ, mình bảo vệ cái này thì nó sẽ cản trở cái sự tiến bộ tu tập của mình. Còn nếu mình cũng có sự phản tỉnh, mình suy xét, nhưng mà mình không có ngã mạn mà có so sánh, mình biết cái nào là cái lợi thế, cái lợi điểm của mình, cái nào là cái nhược điểm của mình, để mình cố gắng mình khắc phục cái nhược điểm bằng cái phương pháp nào đó cho nó phù hợp, để chúng ta có sự tiến bộ trong đời sống cũng như trong sự tu tập. Thì cái hai cái là nó khác nhau. Thành ra thì
chắc lâu lâu Quỳnh Kinh cũng muốn thứ hai vị đó ha. Chúc Quỳnh Kinh nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân thần tọa Pháp Thanh. Cái này là huynh kinh giũa con đó, Bạch Sư. Nhưng mà con không có đồng ý với huynh kinh, con cãi sư. Dạ, bây giờ, thí dụ sư, nếu mà mình tự ti mặc cảm á, thì mình không học. Con biết, dạ, con biết là con dốt. Thì con phải học cho nhiều, phải làm việc cho nhiều, phải nghe pháp cho nhiều để con bớt dốt đi mà. Thì con nghĩ con không có ngã mạn. Mà mình mà con nghe có cái câu là mình dốt, mình biết mình thiểu trí thì mình là người khôn. Còn nếu mà mình thiểu trí, mình học không bằng ai hết mà mình cứ nói ô tôi học nhiều đủ rồi, tôi không học nữa thì mới là ngã mạn, phải không Hoàng Sư? Còn nay con biết mình dốt, mình thiểu trí thì con làm gì? Con phải phục vụ đạo tràng nhiều hơn để con có cái trí tuệ để con học vi diệu pháp. Nhưng mà con thấy có kết quả rồi. Và hồi trước đó, con nhìn vô bản niêu là con nhìn vô như cái đám trừng vậy đó. Có người bạn con nói biểu con là bỏ hết đi, đừng có làm gì hết á, bỏ hết trùm đi. Rồi thì chỉ học vi diệu pháp thôi. Thì học vi diệu pháp mới lợi ích cho mình. Nhưng mà con cũng có thử cái vô cái rung của thầy Đức Tài đó. Dạ. Thì con học, con đã từng về Việt Nam, con đã đến cúng dường và đảnh lễ thầy mà. Thì con học vô ngày đầu con còn được. Ngày thứ hai là con hơi chán gián rồi. Ngày thứ ba con tối mù luôn, như cái đám rừng luôn. Thì con về Việt Nam, con đã đến đảnh lễ sư. Dạ, rồi con cũng nói với sư là bạch sư, con cũng muốn học vi diệu pháp lắm, nhưng mà do con thiếu duyên nên con vô cái rừng của sư thì con nghe được 3 ngày là như vậy nên con trốn luôn. Chứ không phải là con không muốn học. Thì sư có nói với con là không sao, cô cứ nghe đi, đợi mưa dầm, mưa dầm thì sẽ thấm đất. Dạ, mà giờ con thật sự con thấy con dốt. Ví dụ giờ huynh kinh đi, kêu con gõ bài đi, huynh đọc lẹ quá, con là nghiệp dư mà con đâu có phải chuyên nghiệp đâu. Thì con nói huynh ơi, huynh đọc chậm chậm thì nhập huynh mới gõ được. Còn nếu mà huynh đọc lẹ thì một hồi là cái đầu nhập huynh nó rối bung lên, nhập huynh không có gõ được. Vậy mà huynh nói con à, cứ nói mình ngu hoài à bạch sư. Còn cùng thỉnh sư sư giải thích coi trường hợp này con có phải là ngã mạn hay không à. Nam mô Bụt Tha giá. Cha thầy Dương Quý Thật Gia mời cô nghe. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô San Kha giá. Đảnh lễ Đức Phật Chư Tăng. Con kinh đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý vị nam tín nữ. Dạ, cảm ơn ta Nhật Quỳnh nước mắt và con tim để cho biết nghe rõ. Dạ. Thì bây giờ tự nhiên nghe Nhật Quỳnh nói tại sao mà Lên cứ nói là mình ngu hay là mình dốt. Thật ra cái đó thì theo tự nhiên biết hiểu được trong vi diệu pháp đó cũng giống như Ngài Pháp. Tại vì khi ngã mạn đó thì nó có tới 9 lần: hơn nghĩ hơn, bằng nghĩ bằng, thua nghĩ thua, rồi thua nghĩ thua nữa. Nhưng mà cuối cùng nó lại, cái đó cũng là cái ngã mạn, đúng như vậy. Có nghĩa là mình so sánh, mình tự ti, mình ngu, mình dốt. Rồi có người ngu, có người ngu hơn mình đó, cái đó cũng là ngã.
hiểu được. Nó trong cái ngã mạn nó có tới 9 lần: hơn nghĩ hơn, bằng nghĩ bằng, thua nghĩ thua, và thua có người còn thua hơn thua nữa. Cho mình là nhớ. Dạ. Thật ra là cái đó trong cái vi diệu pháp là nó đúng như vậy. Cái pháp đó là cái ngã mạn, thì theo tự nhiên hiểu như vậy. Dạ, không biết là con nói như vậy có đúng không. Nếu mà con có nói sai, xin ngài hướng dẫn và chỉ dạy lại cho con. Ngài Pháp Thanh có trước máy không? Con xin cung thỉnh ngài qua câu của Nhật Quỳnh nói. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và kính lễ chư Công Đức, và kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Khi nào mà mình khởi lên cái sự so sánh, tức là lúc đó là có cái ngã mạn nó sành lên. Còn chúng ta biết chúng ta còn kém, thì trong pháp cú kinh Đức Phật dạy không? Người điên mà biết mình điên, kẻ ấy là hiền trí nhân. Người điên mà tưởng mình khôn, kẻ ấy quả thật tâm hồn loạn si. Tức là chúng ta biết cái điểm yếu của mình. Ở đây mình không có so sánh với ai hết. Mình biết bây giờ là tôi thì cái trí tuệ nó hơi chậm, bởi vậy bây giờ mình phải ráng mình nỗ lực. Các công việc này đó, người ta làm, người ta chuyên nghiệp, người ta làm nó nhanh hơn. Mình bây giờ mình mới tập sự thì mình làm nó chậm chút, nhưng mà mình ráng rồi mình cũng đạt được. Thấy không? Thành ra đó, nó hai cái khác nhau. Một cái là mình tự ti, rồi mình chấp thủ vào cái dở của mình, thì nó sẽ là cái cản trở. Hay là hoặc là mình tự phụ, kiêu căng, nó cũng là cái tai hại. Còn mình biết tôi cái này thì về cái mặt này thì tôi giỏi nè, tôi có khả năng làm trong cái vấn đề này, tôi sẽ phát triển. Còn cái vấn đề này là tôi còn khiếm khuyết, tôi còn dở nè, tôi sẽ ráng tôi khắc phục, tôi nỗ lực tôi học để khắc phục cái điểm yếu, cái điểm dở của tôi. Tôi không có so sánh với ai, không tự ti mà cũng không kiêu căng. Đó là cái người trí tuệ, để mình biết cái lĩnh vực nào mình giỏi, mình sẽ áp dụng để mình giúp đỡ những cái bạn bè, những người xung quanh. Còn những cái nào mà mình còn non kém, mình còn dở hơn, thì mình sẽ rút kinh nghiệm, mình học tập để mình sửa đổi, mình bổ sung những cái khiếm khuyết này. Thì như vậy đó, chúng ta sống không tự ti mặc cảm, mà cũng không có tự phụ kiêu căng, mà sống với cái trí tuệ. Mình biết được cái điểm mạnh, điểm yếu, mình biết được cái phước của mình cỡ nào, mình biết được cái tài năng của mình nó như thế nào, để mình áp dụng vào trong cái đời sống cho nó được tốt đẹp. Đó, thì như vậy á là đấy là tốt rồi. Ví dụ á, chúng ta thấy rằng ở trong đời sống, phải không, không ai là hoàn toàn giỏi giang hết, mà cũng không ai hoàn toàn dở. Quý vị mới vừa học cái câu pháp cú kinh đó mà. Đó, thành ra đó, chúng ta biết trong đời sống cái người này có khả năng, điều kiện giỏi về cái lĩnh vực này,
mình thì dở hơn, mình sẽ học hỏi ở ở cái người đó. À, cho nên á là chính vì có cái điều đó để bổ sung với nhau. À, quý vị thấy rằng đó chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác là toàn vẹn hết. À, chứ còn đối với các bậc thánh thinh văn đó, thì các ngài cũng đâu phải là hoàn toàn. À, có vị giỏi nổi trội về trí tuệ, à, như là ngài Xá Lợi Phật, có vị nổi trội về cái thần thông, à, như là ngài Mục Kiền Liên, hay là có vị nổi trội về cái hạnh hạnh coi như là tập, à, phấn tạo y này, ở trong rừng thế này cả. À, thì mỗi vị á, nó có một cái mặt nổi trội về một cái khía cạnh nào đó. À, cho nên là phải nương tựa với nhau. À, ra đó mình biết để mình bổ sung những cái mà mình còn yếu. À, mình không nên chấp thủ bảo thủ, à, thì chúng ta sẽ bị trở ngại, à, thiếu, không có tiến bộ được. Còn mình biết để mình tu tập, à, cho nên đó là, à, trong đời sống mình không nên tự ti, mà cũng không nên, à, tự phụ, à, thì lần hồi chúng ta sẽ có được cái sự tiến bộ tốt đẹp. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh, cô Tệ Duyên. À, chào, à, Minh Tâm mới vừa vô, à, lâu quá mới thấy Minh Tâm vô sinh hoạt. À, rồi chắc cũng công việc rồi cũng bận rộn ha. À, chúc Minh Tâm nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của con. Câu hỏi của cô tu nữ Tệ Duyên và của Quỳnh Kinh. Dạ, con thì ý con hỏi sư, có thể sư giải thích thêm. Ví dụ con biết con yếu ở cái điểm nào thì con cố gắng con học, và con cũng có thể nói lên trong đạo tràng con yếu cái điểm đó, thì giúp cho con. Thí dụ giờ huynh kinh đi đọc bài lẹ quá, con không gõ kịp, thì con không nói con không gõ kịp. Chứ bây giờ con không gõ kịp mà biểu con nói là con gõ kịp, thì con thấy là sai, không đúng sự thật. Con thì con thích cái gì mình làm được thì mình đúng sự thật. Thí dụ con biết con mới tập gõ chữ thôi, con mới biết gõ chữ đây thôi, thì do một cái hoàn cảnh đặc biệt ở trong cái room này con mới tập gõ chữ, chứ nếu không thì con cũng không có gõ được chữ đâu. Con phải tải cái chương trình, lúc đó con mới con thấy cái room khó khăn quá, nên là con phải đi cố học những vị mà người ta đã con gõ chữ giỏi, thì con học và con cũng cố gõ. Ví dụ bây giờ Như Quang đi, và con nói ví dụ Như Quang gõ chữ rất là lẹ, thì con biết Như Quang gõ chữ lẹ. Thì ví dụ như giờ có những cái bài học mà có Như Quang thì con để Như Quang gõ chữ ở trong cái lớp pháp cú, còn lớp Quỳnh Kinh thì Như Quang không có thời gian để vô, thì phải chi có Như Quang vào thì con rất là mừng. Tại vì có thể Như Quang là Quỳnh Kinh đọc kiểu đó là Như Quang sẽ gõ kịp, nhưng bản thân con thì con không có gõ. Ví dụ như ngày nào có Như Quang, con để cho Như Quang gõ chữ ngoài rung, nhưng thật sự con cũng gõ. Khi ngài Trí Đức giảng là con cũng gõ ở trong cái bản của con giữ lại, thì để làm chi, để con cũng tập cho cái tay con phải nó nhanh lên, chứ nếu không thì con cũng không có làm được. À, thành ra con mình biết, mình phải biết yếu cái điểm đó mình học. Chứ giờ cứ nói nếu mà mình so sánh đó, là mình là ngã mạn, mình thua cũng ngã mạn, hơn cũng ngã mạn, thì làm sao mình biết được để mà mình sửa đổi mình. Bạch sư, dạ con kính nhân bạch sư, nếu mà giờ cứ so sánh là gọi
là ngã mạn, là tự ti cũng ngã mạn mà đấy cũng ngã mạn, thì làm sao mà mình sửa được mình, bạch sư? Dạ rồi. Nam mô Bụt Thầy. Dạ xin mình mượn mic chút xíu. Dạ lên chọc cô Nhật Quỳnh giúp cho ta chứ, thật sự quý vị biết cô Nhật Quỳnh phải nói là tuổi tuy lớn nhưng mà cũng rất là giỏi, rất là siêng năng trong đề học tập, rất là cần mẫn, rất là ghê, lên đọc Pali rất là tốt. Cô Nhật Quỳnh là coi như là phải nói là đặt cái chỗ là đại MC của Rung Phật Pháp rồi. Nhưng mà cũng có điều nhắc nhở cô là như vậy, cô đừng bao giờ mà cứ tự cho mình ngu hoài, không có tốt. Cái đó nó cũng là một cái mà nó gieo trong cái chủng tử, trong cái đầu của mình nó có những cái tư tưởng như vậy mà nó đi theo mình, nó làm cho cái cản trở cái trí tuệ của mình. Cái mà mình nói như vậy, mình phát ngôn, mình suy nghĩ như vậy đó thì cũng không phải là cái điều tốt, rất là nguy hiểm. Đừng bao giờ mình nghĩ vậy, bởi vì khi mình yếu cho là mình biết, như cô yếu cho là cô biết thì nó là tốt, bởi vì cái đó là cô có trí tuệ, cô mới thấy được cái điều đó, cô mới thấy được cái mình yếu cho đó. Ví dụ như mình đọc Pali cái chỗ này mình bị trật, mình yếu, mà mình biết được mình trật là mình giỏi rồi, biết được là mình có trí rồi, tức là mình phát triển được, mình tiến bộ được. Rồi mình học cái diệu pháp, mình học cái chỗ đó mình không hiểu, mà mình biết mình không hiểu, mình mắc kẹt cái chỗ nào đó thì mình biết được là mình khá rồi. Thì như vậy mình đừng có cho mình ngu hoài, cho nó không có tốt đâu. Nó gieo trong cái đầu của mình có những cái sự suy nghĩ và tiêu cực, nó không có được tốt đẹp. Và khen cô chứ không phải là chê nha, tức là cô rất là giỏi. Đó là cái vấn đề nó như vậy. Rồi sẵn post lên cái câu pháp cú nãy đó, hỏi sư Pháp Thanh giảng cho quý vị luôn. Post lại câu pháp cú đi, đâu mất rồi. Vì ngủ ngủ gì đó. Rồi, đây, câu này cũng hay lắm á. Câu này sẵn thỉnh sư Pháp Thanh giảng cho quý vị thêm, tại vì tôi cũng không chưa coi bài này là không biết. Pháp cú này trong gì này, rồi cái gì ngủ gục biến nhát, ngủ gục nhát ngáp dài không vui ăn quá độ. Ở đây đối với chúng sanh thánh đạo không hiển lộ. Rồi lấy câu đầu ha. Thì sẵn đạo rồi lại hỏi sư Pháp Thanh giải thích dùm cho Phật tử hiểu là giờ một người mà ngủ gục, người mà hay biến nhát, hay ngáp dài, người hay mà ham ăn ham uống quá độ thì người này sẽ không thấy được chánh đạo. Nhưng mà bây giờ một người không ngủ gục, một người siêng ăn, người không ăn quá độ thì như vậy người này có thấy được thánh đạo không ạ? Vấn đề nó được đặt hai cái vấn đề như vậy. Con cũng thỉnh sư Pháp Thanh quan nghĩa giải thích cho Phật tử hiểu sâu sắc hơn vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai, và kính lạy chư công đức, kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Thì ở đây nó có về hai phương diện. Cái người mà ngủ gục, biến nhát, ngáp dài, rồi ăn quá độ, thì ở đây là cái người mà coi như là đắm nhiễm trong cái trần cảnh dục lạc nó quá nặng. Thì cái người này chắc chắn họ sống với cái vô minh và ái dục như vậy đó, thì làm sao mà có được cái hiểu biết được cái phương pháp tu tập mà đưa đến cái thánh đạo. Rồi cái người mà không ngủ gục, không biến nhát, không ăn quá độ, nhưng mà cái người này đó họ chỉ sống cái đời sống như vậy thôi, chứ họ nếu không có sự tu tập, không có dung bồi các thiện pháp, không có thực hành cái con đường giới định tuệ,
thì làm sao mà có được cái giải thoát. À, cái không ngủ gục, không ăn quá độ, nó chỉ là một phần thôi, nó chỉ một phần mà mình phải có sự nỗ lực, học tập rồi thực hành, thì nó mới đem đến cái thánh đạo. Bây giờ cái miếng đất, miếng giường mà bây giờ mình lười biếng, mình bỏ quan, cỏ dại rồi nó mọc, đúng không? Rồi cái đó là cái đó là quá tệ rồi, phải không? Bây giờ cái người này đỡ hơn chút, người này là cũng có cái sự siêng năng chút là làm sạch cỏ dại. Nhưng mà thôi, làm sạch cỏ rồi bỏ đó chứ chứ không 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 có không có tìm những cái bông hoa, những cái giống cây có lợi ích gieo trồng xuống. Mình chỉ làm sạch cỏ bỏ đó thì nó cũng đâu có đưa đến cái lợi ích gì đâu. Cho nên á là mình phải làm sạch cỏ dại rồi thì mình đem những cái giống lúa có năng suất cao, mình đem những cái giống cây bông hoa hay là những cái cây mà có lợi ích, mình đem mình trồng xuống thì như vậy á nó mới có cái lợi ích cho cái mảnh đất. Nó còn mình bỏ hoang phế thì cái đó là nó không có lợi ích rồi. Rồi mình làm sạch cỏ mà mình để không đó thì cũng không có lợi ích gì hết. Đó, thành ra đó chúng ta phải diệt trừ tất cả những cái đấm nhiễm trong vật chất thế gian. Rồi mình phải phát triển theo cái phương hướng, cái phương pháp, theo cái con đường giới, định và tuệ. Thế còn nếu mà mình chỉ sống thì có nhiều người họ trong đời sống họ nghĩ đơn giản, tôi sống tôi không có làm hại ai, tôi không có ấy gì hết, tôi tu vậy được rồi. Thì như vậy nó chưa chưa có đúng. Cái người mà sống theo ác pháp là nó đi vào khổ cảnh rồi. Còn mình lưng chân, mình thiện cũng phải là thiện, mà bất thiện cũng phải bất thiện, thì cái này nó cũng cũng chưa đem đến cái sự giải thoát. Bây giờ á mình phải có cái sự quyết định là bây giờ mình tránh xa những cái điều bất thiện. Những điều bất thiện nào sanh khởi thì mình cần phải làm cho nó suy yếu, và mình phải diệt trừ tất cả những cái bất thiện. Rồi những cái thiện pháp nào nó chưa có thì mình phải tạo điều kiện cho nó sanh khởi. Những cái thiện pháp nào đã có rồi thì mình phải làm cho phát triển cho nó mạnh thêm. Thì như vậy á, nó cái lợi ích trong cái sự tu tập, sự thực hành giáo pháp. Chứ còn hồi đó mình dễ vui, mình ngủ nướng, rồi mình ăn mình không có kiểm soát, mình sống kiểu mà tà, ai tới đâu tôi tới đó vậy đó, chứ còn không có cái phương hướng đó. Thì như vậy đó thì cũng chưa phải là đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Mà mình sau khi mình từ bỏ những cái đó rồi thì mình phải thực hành theo cái con đường giới định tuệ thì nó mới đem đến cái lợi ích, đưa đến cái sự giải thoát. Còn mình mới gột rửa chỉ là sống không có đấm nhiễm quá thì nó chỉ mới là một cái bước đầu của cái con đường tu tập mà thôi. Mình phải phát triển nhiều hơn về giới định tuệ thì mới đem đến cái đạo quả. Thì cũng xin
chia sẻ và giải đáp cái câu hỏi của Quỳnh Kinh. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sáu sáu sáu. Dạ, kính thưa nghệ sĩ Pháp Thanh. Dạ, quý vị dân hoa cúng dường lên sư Pháp Thanh, quý vị. Trả lời tuyệt vời, kính rất là thành kính xa đi ơn sư. Dạ, alo, quý vị có nghe rõ mà? Alo, 1, 2, 3. Nghe rõ không? Dạ, là để hỏi thêm câu đó thôi, là nhường lại cho quý vị ha, sẵn hỏi vấn đề luôn. Dạ, thì sẵn hỏi luôn sư về vấn đề này. Cũng cái chuyện đó, bây giờ một người ta là không ngủ. À, người ta dứt khoát ngày ta ngủ chừng 1-2 tiếng đồng hồ thôi, tinh tấn tích cực, không ngủ mà nhất định không ngủ, ăn ngủ cũng ăn luôn. À, ngủ thì dài 1-2 giờ ngồi thì ăn thì nhịn luôn, không ăn nữa, mà ta hành thiền liên mật hết ngày này qua liên tục như vậy. Thì với cái hạnh như vậy thì theo như sư thì nó có đem đến cái kết quả là thành tựu được thánh đạo không ạ? À? Dạ, con cùng lĩnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính lễ chư tôn đức thượng nhân giáo, kính chào tất cả quý vị. Thì Đức Phật dạy chúng ta đi trên cái con đường trung đạo, tránh xa hai cực đoan. Dễ vui á, nó cũng là cực đoan, mà bây giờ mình mà tinh tấn màu quá mức nó cũng là cực đoan. Tại vì khi mà chúng ta thực hành á, chúng ta phải xem xét cái sự nỗ lực tinh tấn này á, nó có cái phiền não nó chen vô hay không, hay là vì mình tham muốn bây giờ bất cứ giá nào. Trong vòng 10 ngày, trong nửa tháng là tôi phải đạt được cái này, phải đạt được cái kia, phải đạt được cái nọ. Thì như vậy đó là cái này không phải là cái sự chân chánh đâu. Mà chúng ta không thấy rằng cái sự nỗ lực tinh tấn này đó là nó bị thúc đẩy bởi phiền não, nó cũng là cực đoan. Thành ra đó, hồi cái trường hợp này nó cũng có xảy ra. Lúc mà sư ở bên Miến Điện á, cũng có một cô tu nữ cổ hành quyết liệt nha, 3 ngày 3 đêm liên tục không ăn không uống không ngủ luôn. Thì khi mà ấy là gặp ngài Hòa Thượng, ngài rầy á, cái đó là không phải. Mà cái gương đó, quý vị thấy rằng đó, ngày Ananda, vì ngày mai là cái lễ kết tập tam tạng rồi, mà những cái vị nào mà chưa đắc thánh quả A-la-hán thì sẽ không có vô dự được. Cho nên là ngài quyết liệt để mà trong đêm đó phải đắc là thánh đạo, thánh quả A-la-hán để ngày mai vô dự cái kết tập tam tạng. Cho nên là từ đầu hôm cho tới gần sáng, ngài tinh tấn một cách quyết liệt. Nhưng mà lúc đó là cái bất thiện nó trợ cho thiện, cái giải thoát nó là thiện. Nhưng mà vì mong muốn để đạt thì cái này là nó tham, nó bất thiện. Cho đến khi mà cái tâm ngài nó quân bình trở lại, lúc đó là vì cái sự nỗ lực quá mức, cho nên là lúc đó là mệt mỏi quá, ngài muốn nằm xuống nghỉ. Nhưng mà cái tâm của ngài vẫn chú tâm vào quan sát. Thì khi mà ngài dừng lại, không có nỗ lực quá mức đó, đến một cái lúc cái tâm nó cân bằng, nó quân bình trở lại,
À, thì lúc đó đó vắng mặt của cái phiền não, thì lúc đó cái tuệ giác nó mới sanh khởi được. Và khi mà ngài ngã lưng xuống, chưa đầu chưa đạm chạm gối, là ngài đã đạt đến thánh đạo thánh quả à là hạn. À, thành ra đó ở đây mình phải hiểu cái lời Đức Phật dạy, chúng ta đi trên cái con đường trung đạo, à, đồng ý phải có sự nỗ lực tinh tấn, nhưng mà cái nỗ lực tinh tấn này nó vừa đủ, à, không có cố gắng quá mức. À, thành ra đó cái khóa thiền mà gọi là ở bên có những cái khóa thiền cỡ 10 ngày. À, thành ra người ta nói là khóa thiền tích cực. À, ở đây đó không phải là tích cực trong vòng 10 ngày để mình đạt được cái gì, à, mà trong đời sống chúng ta có sự nỗ lực, à, đều chứ không phải 10 ngày tu quyết liệt, à, bỏ ăn bỏ ngủ rồi cái sau 10 ngày đó cái mình chởn mãn dễ vui mình bê tha, thì như vậy là đâu có đúng, à, mà bây giờ á không cần nhiều, à, mỗi ngày tôi ráng tôi giữ, à, có sự hay biết ghi nhận rõ ràng, à, rồi cứ phát triển dần dần lên, à, thì nó đúng, chứ không phải à, à, tôi bỏ một buổi tôi ngồi thiền quyết liệt, à, rồi cái bắt đầu á, là mười mấy tiếng đồng hồ sau thì sống buông lung dễ vui, là để cho phiền não nó lôi cuốn, nó sai sử, nó thì cái đó là không có đúng, à, mà chúng ta ráng, à, cố gắng, à, để có cái sự tu tập, à, chậm đều nhưng mà chắc, à, không dễ vui là cực đoan, mà quá tích cực mong muốn đạt được cái này cái khác nó là cũng là cực đoan. Cho nên nó là mình đi trên cái con đường trung đạo, à, cứ thông thả chậm chậm từ từ nhưng mà cố gắng nỗ lực vừa đủ miên mật, à, thì cũng xin giải đáp cái câu hỏi của Quyên Kinh. À, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thu con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy câu hỏi của Huynh Kinh. Kính ơn Huynh Kinh đã đặt ra câu hỏi để cho đạo tràng được học, nhất là Nhật Quỳnh, và được học qua lời giải thích của thượng tọa Pháp Thanh. Và cảm ơn chị Metta, cảm ơn cô tu nữ Trệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được hiểu. Và Nhật Quỳnh thấy câu chát của nước mắt và con tim. Dạ, có thể nước mắt và con tim cầm bích để hỏi ngài không ạ? À? Hỏi thượng tọa Pháp Thanh để sư sẽ trả lời, thì cũng là để trong đạo tràng được học hỏi không ạ? À? Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, nước mắt và con tim cầm bích không, hay là muốn Nhật Quỳnh đọc để thỉnh thượng tọa Pháp Thanh giảng dạy ạ? À? Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, nước mắt và con tim có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Có thể cầm mic không hay là muốn Nhật Quỳnh đọc ạ? À? Vậy là nước mắt con tim chắc lên rồi đi mất tiêu rồi phải không? Dạ, không còn trước máy nữa phải không? À, kính mời nghệ sĩ Kim. Hello, mình cho tín hiệu nghe rõ không ha?
cũng dạ hai người chắc là nghe rõ đó, không có vấn đề gì. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh và sư Pháp Trang. Dạ mấy hôm rồi con lặn, không phải đi về Việt Nam đâu, ghét về Việt Nam lắm, mà là đi qua Miến Điện. Đi qua Miến Điện á, đi theo một group, một trong trong cái nhóm của mình thôi, không có đi nhiều, theo trong cái group á, thành ra đi rất được nhiều chùa. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, không nhớ đi bao nhiêu cái chùa nữa, nhưng mà chỉ nhớ đi mấy cái chỗ điểm chánh thôi. Nếu mà hồi năm ngoái tôi đi qua Ấn Độ thì tôi thấy những cảnh của Phật giáo Nam truyền á, thì hoang tàn, hoang sơ, rất là thê lương. Thì ngược lại, tôi đi qua Miến Điện thì tôi thấy Phật giáo những cảnh rất là huy hoàng, lơ to lớn, thánh, chứ là không thể diễn tả được. Mà dân chúng ở bên đó đó, người ta rất sùng kính và ngưỡng mộ đạo Phật, dân tình thì rất hiền lành. Mà người ta vô tới chùa hả, không phải mình vô tới cái chánh điện mới bỏ dép ở đâu, bỏ dép từ lúc mà bước vô khuôn viên của cái chùa. Trời ơi, tôi đi sưng cái chân luôn, bỏ dép đâu, mấy chục năm đâu có bao giờ đi chân đất đâu, đi cà nhón tôi chỉ kể là tôi đi rất nhiều. Tôi đi mấy hồi lúc mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ được đi mấy cái chỗ mà tôi không biết làm sao đi được, chẳng hạn như là kết tập kinh tảng lần kết tập kinh điển lần thứ năm và thứ sáu, kỳ này tôi đi được hết. Ghét Việt Nam, người Việt Nam, tôi đâu có ghét người Việt Nam, mà tôi ghét về Việt Nam gặp chính quyền Việt Nam vậy thôi. Thì cô thích bên gần Việt Nam thì cô ở bên đó đi, mỗi người có một nghĩ ha, không ha. Thì tôi không biết tôi đi được bao nhiêu cái chùa, nhưng mà tôi chỉ nhớ những cái chùa mà làm cho tôi phải nhớ hoài. Chẳng hạn hai cái chỗ kết tập kinh điển lần thứ năm thì nó ở Mandalay. Thì cái chỗ đó có 730 miếng đá để mà miếng đá mà để ghi Tam Tạng kinh điển đó, thì mỗi phiến đá nó có một cái nhà, một cái tháp đó, màu trắng, nó hình trên trên ngọn nguyên ngọn đồi đó, 730 miếng đá, và trong đó có một cái chùa. Thì mỗi cái chùa bên Miến Điện thì cái chùa nào cũng cũng tựa giống như là cái kiểu có cái chòm chính giữa nhọn nhọn vậy đó. Mà có rất nhiều tượng Phật bên đó, nó làm bằng vàng, giác vàng á, có những tượng Phật mà người dân người ta giác vàng vô như là hai bàn tay của Đức Phật chẳng hạn, thấy ngón tay ha, thì lúc mà cái tượng Phật mà cái dấu hiệu Đức Phật chuyển pháp luân á, thì có ngón tay nè, mà họ chét vàng đến đổi không thấy ngón tay nữa, chỉ thấy một cái cùm tay vậy thôi, thật là ngộ nghĩnh vậy đó. Thì còn kết tập kinh điển lần thứ sáu á, thì trong cái trong cái hang động á, vô trong cái hang động á, có mấy ngàn, nó chung quanh ba góc á, có những hàng ghế gì cho mấy vị sư để mà ngồi trong đó để kết tập kinh điển đó. Nó là một cái hang vô cửa hang, mà bây giờ người ta làm cửa hang cũng văn cửa hang trong đó cũng vậy, nhưng mà ở ngoài cửa hang người ta cũng bán đồ cúng hình bông hoa, hầu như chùa nào ở trước của chùa vẫn có bán bông hoa. Vô chỗ đó rồi có một cái điểm là tuy lần đầu tiên thì qua tới vị trường Yangon, thì đi lại vô trong cái chùa lớn nhất, là có nhiều chùa tôi thật ra không nhớ, cái chùa lớn mà tôi thấy trong YouTube nhiều là Siwagon đó. Thì đi chỗ đó, lúc mà vô đó thì khoảng 1-2 giờ trưa, thì nó nóng đó, rất ít khách, không thấy khách vô, mà tôi đi chân không, nó muốn phỏng chân đi cà nhón vậy đó. Mà cái chùa nhìn nó sáng chói rất là đẹp, không có tưởng tượng nổi. Là cái chùa đó mình thấy tưởng là lớn rồi, nhưng mà đi đi vô sâu á, thì đi vô nhiều á, thì còn nhiều cái chùa còn lớn hơn nữa. Trên đường đi á, thì có ghé nhiều cái chùa mà không nhớ được, nhưng mà có cái chùa bằng đá cẩm thạch đó, tức là toàn cái chùa
vô trong cái chùa, những bức tượng chùa, những vách tường đều bằng đá cẩm thạch. Đá đó quý vị ạ. À. Cái chùa này nó mới thôi, khủng khiếp được. Mà tôi thì hồi đó có buôn bán vòng vàng hột xoàn với mấy bà chị đó, đó thì tôi biết, tôi rờ từ đá cẩm thạch thiệt á, màu lý rồi đủ thứ rất là đẹp. Mà cái người cẳng bốn tượng Phật bốn góc á là bằng những cái phiến đá bằng cẩm thạch rất là láng, rất bóng, rất là đẹp. Cái chùa đó là đặc biệt hơn những cái chùa khác, tại phần lớn những cái chùa khác làm bằng màu vàng á, làm màu việc có khi vàng thiệt. Do cái chùa đó rất là mới, mà cái ông mà làm cái chùa này, ổng đào được cái mỏ cẩm thạch đó, cái mỏ đá cẩm thạch đó, thì ổng lấy lên, ổng làm hình nguyên cái chùa. Hồi đó nghe nói ông cấp cô độc, ổng làm cái chùa, ổng mua, ổng bỏ vàng, ổng làm cái chùa kỳ viên. Nhưng mà cái chùa này tôi thấy nó vĩ đại quá, nó bằng đá cẩm thạch không, rất là đẹp, rất là sáng, rất là đẹp, rất là. Đó là một cái chùa đó. Rồi có một chỗ mà tôi nói tôi sẽ trở lại để mà tôi ngoài hành. Cái đảng đá được Chiago vậy đó, cái đảng đá mà bằng vàng á, nó làm như nó nghiêng nghiêng, nó muốn ngã mà không ngã được đó. Thì lên được chỗ đó, nhưng mà ở đó thì người ta không cho người đàn bà lỡ gần cái phiến đá đó mà đứng xa thôi. Chỉ có những người đàn ông thì mới được lỡ chỗ đó. Tôi thấy những người đàn ông lỡ họ có những miếng vàng, họ lấy quét quét, chét chét vàng trên đó. Mà đi lên cái đường này rất là khó. Tại cái đường nó lên núi ngoằn ngoèo, những cái đường dốc đó, nó quẹo quẹo, tức là góc 90 độ đó. Không có xe nào mà chạy hơn 30 cây số hết, chạy từ 5 đến 15 hay là 20 km chúng phải mai, một giờ chạy hoằng hoằng mèo đó, rồi lên tuốt trên ngọn đó, rất là khó. Lên tới nửa cái núi này thì có cái chỗ mà đi dây cáp treo á, đi dây cáp treo lên đó thì nó mắc, còn nếu đi nguyên luôn cái xe đó thì giá nó rẻ hơn. Nhưng mà tôi muốn đi dây cáp á, để tôi nhìn trên đó, để tôi chụp hình xuống thì tôi đi cho biết luôn. Mà quý vị ơi, lên trên đó tôi chưa bao giờ thấy một chỗ nào dễ thở và người nhẹ. Lên trên đó ngồi thiền á, giống như là người nó nhẹ tưng vậy đó. Cái khí của nó rất là nhẹ, rất là. Mặc dù ở đó người ta đi đông lắm, nhưng mà người Miến Điện và tao không có la ồn ào, nhưng mà cái hơi cái từ trường trên nó rất là nhẹ, không có chỗ nào mà tôi thấy mà nó nhẹ giống như vậy. Lên trên núi đó thì đi bộ, tôi nghĩ rằng người lớn tuổi đi rất là khó, nhất là những người mà đi xe hay bị say sóng thì không có đi lên được nổi đâu, tại cái đường đi ngoằn ngoèo rất là khó khăn, cái xe nó quẹo qua quẹo lại vậy đó. Nhìn thấy rất là dễ sợ, nhưng mà lên được tới cái núi đó thì rất là nhẹ, rất là dễ thở. Rồi còn một cái chùa nữa, cái hang động, trong cái hang động nó gọi là Mahanandamu Khe đó, cái hang động rất là đẹp. Hồi đó nghe chuyện thần tiên lại vô động thấy thạch nhũ suối chảy tùm lum á, là chỉ tưởng chuyện thần tiên thôi, chuyện trong sách thôi, mà không ngờ lần này tôi lại được ở ngoài cái cửa hang động đó, là hai bên con suối chảy hai bên rất là đẹp, một suối thẳng một suối tỏa ra, nó chảy dài lên đó mặt, rồi vô sâu trong hang động nó vô có những nắp hai bên thác bên trên nó xuống, hai bên thác nhỏ thác lớn chảy xuống, rồi ở trong đó thì nước là đà, rồi dọc theo hai bên vách núi thì có nhiều tượng Phật rất là đẹp, đủ thứ kiểu tượng Phật hết. Tượng có khi tượng Phật ngồi này kia mà không nhớ được, có quá nhiều không thể mà kể được, tức là có những câu chuyện mà Đức Phật giảng pháp, Đức Phật thuyết pháp vậy đó, đủ thứ hết. Nhưng đặc biệt là hai bên cái núi đó là đầy tượng Phật, mà trên cái đầu núi á, là nó cao, rồi nó có những thạch nhũ á, mà rồi nó có nước chảy xuống nữa, vô trong đó hơi bị ướt mà phải đi chân không, nó lạnh. Những người già chắc đi không nổi, cái đường lên ngoằn ngoèo lên tới tận tới đỉnh hả, rất là khó thở. Có thể khó thở một phần á là vì trong cái núi nó cao quá, cái thứ hai trong núi nó cao mà trong núi nó hơi ngộp thở, cái thứ hai là đi leo phải đứng thở một hồi thì nó cũng ok là được. Thì chưa thấy một cảnh nào đẹp giống như vậy. Cái hang đó là gọi là hang Mahanandamu Cave,
khê đó, đọc là cà phê nữa, nhưng mà rất là đẹp, cái cảnh rất là thiên nhiên, rất là đẹp, không thể diễn tả được. Nếu mà chụp hình lại quý vị nhìn đó, thì không có thể cảm cảm nhận được. Chính mình đi trong cái hang động thấy là chỉ thiếu mấy con dơi thôi, nó đậu mấy trong hang, nó ngói xuống cái đó không không có dơi, những thạch nhũ nhỏ lớn ở trên trần của cái núi đó, nó tọa xuống rồi nước nó nhiễu xuống. Tôi có những cái nó thấp đó, tôi lấy tay tôi rờ, nước nó chảy nó nhớt nhớt đó, mà nước trong đó, nước suối trong đó rất là tốt. Hồi nhỏ tôi sống ở trên cao nguyên Trung Phần, tôi thường uống nước suối, ăn tắm suối mỗi ngày, nhưng mà tôi không nhớ nước suối như thế nào. Nhưng cái nước suối trong đó tôi lấy tôi phát vô trong mặt tôi, thì tôi lúc mà tôi ra khỏi hang á thì nó rất là, cái da mặt rất là trơn. Mà thường ở bên Mỹ mình tắm ra mình thấy da mặt mình á, nó khô á, thì cái nước này nó rất là trơn, giống như mình tha một cái gì rất là trơn. Còn để coi nhìn tới đâu nhớ tới đó, đi quá nhiều. Có một cái chùa làm bằng, tất cả đều làm bằng gỗ, nó rất là xưa, nó cao khoảng 4 tầng mà bằng cái gỗ tích đó, gỗ tích TEEK đó. Cái gỗ này chỉ trên thế giới chỉ có 4 nước có cái cây gỗ này thôi, mà nước Ấn Độ, Lào, Thái Lan và nước Miến Điện thì có nhiều nhất. Thì tôi nghĩ rằng cái những cái nhà ngày xưa đó chưa có làm xi măng, như nhà ông Cấp Cô Độc hay những nhà giàu cao 7 tầng đó, tôi không hiểu sao mà làm tới cao 7 tầng. Thì vô cái chùa này tôi thấy những cái gỗ đó đó, thì tôi thấy làm 7 tầng là được đó. Cái chùa này nó làm 4 tầng mà nó bằng cái gỗ đó, mà nó xưa lắm rồi. Thì đọc vô Google thì cái gỗ này nó có chất dầu á, tức là nó chống lại cái sự tàn phá của ở ở ngoài trời. Nhưng mà cái chùa này nó cũng cũ rồi, không biết mấy trăm năm nữa, tôi không đọc nó cũng không nhớ, nó đi nhiều quá, cứ đi đi chụp hình nhá. Thì nó nghe nói lâu lắm, nhưng mà nếu mà đánh bóng lời đó thì rất là tốt, bằng cái gỗ đó, gỗ 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 tít đó, rất là tốt. Để coi đi à. Còn một cái nữa, khi mà trên đường từ Văn Gôn mà tôi đi xe xe tại đi xe nhà đó, xe mướn xe xe nhà đó, đi đi tới Mandalay thì chủng như là từ miền Nam đi 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 lên miền Bắc vậy đó, thì đi ngang qua chỗ gọi là Bagan. Bagan thì chỗ đó rất nhiều chùa, bao nhiêu cái chùa tôi không nhớ được, nhưng mà chỗ khu đó Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, cô Kim có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô ơi, giờ này là giờ giảng của Thượng tọa Pháp Thanh. Thượng tọa Pháp Thanh có đề tài mời cô lên thì cô chia sẻ chút xíu về cô đi nước Quốc giáo, rồi cô quay lại đề tài dùm. Cô đi lạc xa quá rồi cô ơi. Dạ, cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn cô tu nữ tại duyên và xích hoa nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ nghe. Dạ giờ cô có thể cầm mic để trở lại đề tài của sư Pháp Thanh không? Dạ còn nếu mà cô không có trở lại đề tài mà cô kể chuyện đi Miến Điện thì Nhật Quỳnh khuyên cô để thứ hai sinh hoạt tùy duyên, rồi cô kể cho đạo tràng nghe rất là hoan hỷ à. Dạ giờ kính mời cô ạ. Nam mô Bích Thầy á.
Nam mô Bụt Tha giá. Dạ cô Kim có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ Nhật Quỳnh thấy cô Kim cầm mic rất là lâu mà không có nghe được âm thanh, nên là Nhật Quỳnh xin phép cô có thể thử lại âm thanh. Dạ Nam mô Bụt Tha giá. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ mời cô Kim thử lại mic ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang ca giá. Dạ không biết là quý vị có nghe được rõ không ạ? Dạ. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh và dạ, cảm ơn cô Tệ Duyên. Dạ cảm ơn cô Kim. À, nãy giờ thì sư cũng ngồi nghe cô Kim kể chuyện cái chuyện chuyến đi Miến Điện. À, thì thôi bây giờ còn thời gian cũng khoảng 9 phút nữa. À, sư trở lại cái đề tài với cái thắc mắc của cô gì đó. À, hỏi là tại sao mà cô thì không có dễ vui nhưng mà cô dễ chán. Thì ở đây đó, trong đời sống đó, chúng ta đó, có nhiều người đó là hay bị cái tình trạng này. À thì sao cái tâm mình á nó mong cầu, à nó mong cầu, nó không có chấp nhận cái hiện tại, à mà muốn cái kia, à nó muốn cái mới hơn. Hay là người ta nói trong đời sống, người ta nói là đứng núi này mà trông núi nọ đó. À, à ở chỗ này trời ơi chỗ này chán quá, à chỗ này dày kia kia nọ nó không có được như cái ý tôi mong muốn. À ở Đằng Đẵng á, Đằng Đẵng nó mới tốt hơn, à Đằng Đẵng khí hậu mát mẻ hơn, à nó tốt hơn, ở Đằng Đẵng mới tốt, dọn nhà chạy là Đằng Đẵng. Chạy lại Đằng Đẵng té ra ở Đằng Đẵng nó đâu phải là như cái ý mình mong muốn đâu. Nó cũng có cái thuận lợi mà nó cũng có cái bất tiện. Nhưng mà mình á, mình cũng không chịu. Mà không chịu, mình chán. Mình muốn chạy chỗ khác nữa. À cho nên là mình chán. À thì cái chán ở đây là cái gì? Cái tâm sân. Không chấp nhận cái đối tượng trong hiện tại, à muốn tránh né nó. À ví dụ, à nghe người ta nói ngồi thiền á, là nó hạnh phúc lắm, an lạc lắm, cái bắt đầu cái mình bỏ công chuyện đang làm công chuyện gì đó, bỏ đi hành thiền. Nhưng mà sao vô hành thiền, trời đất ơi, nó đau, nó tê, nó nhức, thấy mồ chứ hạnh phúc gì đâu. À, cái cũng chán. À, lúc nào cũng chán ha. Coi chừng mình phải tự phản tỉnh, mình xem lại cái tâm mình. À, khi nào mà mình cũng chán hết á là mình phải coi lại. Thì ở đây thời gian cũng không còn nhiều, khi kể vắn tắt thôi. À, cái ông bác sĩ này đó là người Mỹ mà ông ta rất là giỏi, bác sĩ chuyên khoa về giải phẫu đó. À ông ta cũng có đậu hạng cao rồi, có điều kiện để mở cái bệnh viện tư nhân của mình, mà
Dạ, ông ta giỏi quá, ông ta mở tới hai cái bệnh viện. Rồi bà vợ quản lý một bệnh viện, ổng quản lý một bệnh viện. Nhưng mà điều có cái là ổng phải chạy qua chạy lại cả hai bệnh viện. Mặc dù là tiền bạc rất là nhiều, à, danh tiếng địa vị rất là cao, nhưng mà ông ta chán. Chán cái gì? Mỗi ngày cứ mở mắt ra đó là vô trong cái phòng giải phẫu, à, thấy máu thấy me không, rồi phòng bên này, rồi tới nó vừa xong cái là chạy qua bên kia, à, tối ngày cứ cứ thấy cái máu rồi kia không, à, sống cuộc đời nó chán ngắt, à, cái ông ta chán quá, à, chán quá thôi bắt đầu ông ta giờ không biết làm sao, giờ bỏ hết công việc, không làm gì hết, à, bắt đầu dính vô cái xì ke ma túy, rồi tiêu tan hết sự nghiệp, à, danh tiếng tài năng rồi gì tiêu hết, trở thành một cái người nghiện ngập, à, cái chán quá muốn tự giận chết. Không, thành ra đó mình chưa tìm ra được cái phương hướng, cái sự an lạc, à, cái an lạc đấy không phải là danh tiếng địa vị công danh sự nghiệp, mà cái an lạc trong cái nội tâm của chính mình, à, cho nên á là bây giờ mình quay lại mình nhìn vào cái nội tâm của mình, còn cái tâm mình nó như thế nào, nó muốn cái gì, nó ham thích cái gì, à, rồi mình sẽ chữa trị cái tâm của mình, à, tại vì nó mong cầu, mong cầu mà không được là nó chán chứ không gì hết. Ngay cả trong cái sự tu tập cũng vậy nữa. Quý vị thấy rằng nhé, à, những cái vị mà mới xuất gia đó, à, lúc đó cái sự nỗ lực tinh tấn, tin cho thuộc, mong muốn tu tập đạt cái này, đạt cái kia, đạt cái nọ. Nhưng mà sao? Trời ơi, cấm đầu cấm cổ, hoài mà học không thuộc, à, rồi trời ơi, tôi hành thiền quyết liệt dữ lắm, bỏ ăn bỏ ngủ mà tôi không đạt gì hết, thôi chán quá thôi nghỉ, thôi hoàn tục về đó. Thành ra khi mà cái tâm mình nó mong muốn một cái điều gì mà không đạt được thì bắt đầu nó chắc, à, thành ra đó chúng ta phản tỉnh xem xét trở lại, à, chúng ta phải sống thuận pháp và tùy pháp, à, mình phải biết vậy đó, à, bây giờ á là những cái gì mình cũng sắp xếp công việc nó như thế này, nhưng mà đó có đôi lúc cái sự việc nó diễn tiến nó không như cái ý mình, à, thì bây giờ thì thôi, giờ mình thuận theo cái đó để mình làm cái công việc cho nó được tốt đẹp, chứ mình đừng có muốn, à, phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, nhưng mà các pháp nó diễn tiến đâu phải như cái mong muốn của mình, các pháp là vô ngã mà đó, thành ra biết vậy mình sẽ tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, à, lúc đó mình khéo léo làm, à, và cái gì cũng vậy, luôn luôn là gì, cuộc đời nó là vô thường, à, mà vô thường nó là khổ, và luôn luôn nó là vô ngã, mình biết vậy để mình ráng cố gắng nỗ lực tu tập. Và sao, à, một cái câu rất là hay, thấy không? Ước mong nhiều nhưng mà đời không bấy nhiêu, vì mơ ước giống như mây chiều đó, không? Thành ra đó mình đừng có mong ước nhiều quá, mình càng mong ước nhiều quá đó mà khi cái thực tế nó không có như mình muốn á, mình đâm ra mình chán. À, vậy đó, thành ra mình biết, à, thôi mình trở về với thực tại, đừng có mơ mộng nhiều quá, đừng có mong cầu nhiều quá, à, thì mình sẽ được an vui, à, thôi bây giờ thì, à, thời gian cũng vừa đủ, à, bây giờ là mời cô, à, Quỳnh, à, lên, à, sám hối và sư sẽ, à, chúc nhắn để kết thúc buổi sinh hoạt, và cầu chúc tất cả quý vị,
nhiều sức khỏe, an vui, an vui trong nội tâm, an vui trong đời sống, và cố gắng nỗ lực tu tập. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi. Rất là hoan hỷ. Dạ, con cũng thấy có người cũng nói với con là như vậy. Cái gì cũng giống như nước mắt nhà con tim chắc lên nha. Cái gì cũng đầy đủ mà vẫn chán. Cái hiện tượng này nó cũng lạ quá ha Bạch Sư. Dạ, người ta càng đầy đủ là người ta không thấy được cái mà người ta có, thì ta sống hoài trong cảnh nó chán, thì vô chùa ở hết chán. Như Phật Quỳnh thấy vậy, vô chùa ở hết chán. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nha. Dạ, Như Quỳnh kính mời quý vị cùng với Như Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Nam Mô Bụt Thầy nha. Uột tà măng ghê nà vạn đê hăng ba đà phạng sông và ruột tà măng buột thệ dô ca lý tổ đô sơ buột thô. Khá mát tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đặng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uột tà mang ghê nà quạnh đê hăng thầm anh chết quý thăng hòa răng thầm mê dô khá li tô đô sô thầm mô khá mạ tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm pháp bảo. Cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê nà quạnh đê hăng sẵn khanh chà được vị thọ tà măng sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô khà mạ tu tăng mà măng con đem hết lòng thành cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo. Cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi phúc trước cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Và trước khi kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay thì sư nhắc quý vị lời dạy của Đức Phật và các vị trưởng lão, tức là chúng ta sống trong hiện tại, hoan hỷ chấp nhận những cái gì nó có trong hiện tại, trân trọng gìn giữ nó, đừng mong cầu gì hết, thì chúng ta sẽ không có chán, tại vì mình biết những gì mình đang có và mình giữ nó thì nó sẽ tốt đẹp. Còn nếu mà mình không biết gìn giữ nó mà mình mong cầu cao xa hơn, tốt đẹp hơn, nhiều hơn thì sẽ mau chán và sẽ đau khổ. Với phước báo hôm nay thì kính mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca ngang cầu mong thiên quan hỷ với thiện sự học pháp thảo luận Phật pháp, cầu mong cả chư thiên an vui. Và cầu mong tất cả quý tu nữ cũng như quý Phật tử có nhiều niềm tin, cố gắng tạo trữ những công đức phước báo trong đời sống và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Pavatu sappa mangalang rakhandu sappa devata sappa bhuta nuvave nasada soti pavantu te. Pavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thamma nuvave nasara sothi pavantu te. Pavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sangha nuvave nasara sothi pavantu te. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích,
được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thu lành thai và dạ, đề qua ta san ti vi ha ra qua xin ni thụ về kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na thập na pha quan tu bồ chi ta so thành ca rôn tê thay vi ha ra man đa lê thể ra cha ma cha na qua ca cha phật kha bồ xả ra ca đa na ba tê u ba sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pha quan tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta a ta vô pha ba ti ca nêu ya ni căng thầm ma qua rằng ba tịch cha tê sa bê bi đô kha sa kha rỡ tu sang kha văn a tu răng sa tăng thầm mô thầm ma ta ra cha phúc ga la sang go ho tu sa ma go qua a tha ya cha hi ta ya cha am he ra kha tu sa thầm mô sa bê vì tham mà cha đi nô vượt thành sấm ba vừa nãy ra mà thăm ma đi ra bà quê đi tiền ngưỡng cầu ca đấng chư thiên trong vòng tăng ngữ yên hằng ngày từ nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật chúng sinh hồi về sẽ dùng pháp thi tiền bề cũng dân rồi sao phước hằng xa tỳ khu chẳng luận rẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tính nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh buôn loại không lường nọn thai thâm hóa khi nương pháp lành dạy thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thực các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hoàng các hàng hạ nhân thanh cao những quả lợi kết mau kịp thì bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tăng hóa trong pháp Phật soi giáo truyền nắm mong lễ dân quà cước mà chúng con đã tạo được trong học ngày hôm nay do học pháp thính